not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have it. So beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I won't go down the aisle. She looks so beautiful in.
luôn luôn dịp hai họ hai bên. Hôm nay là ngày 22/9/2019 nhằm vào ngày 24/8 âm lịch. Gia đình chúng tôi được sự đồng thuận của hai bên tổ chức một lễ vui quy của hai cháu, bà ngoại của cô dâu. Còn lại đây thì các cô. Tôi mong rằng cái tình yêu của hai người chúng con dành cho nhau hôm nay, chúng con tuyên bố trước bàn thờ Chúa nhận nhau làm chồng làm vợ, và chúng con cam kết giữ lòng chung thủy, chung là kết thúc, thủy là khởi đầu, từ hôm nay cho tới giờ chết.
khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương tôn trọng nhau mọi ngày trong suốt cuộc đời. Con đến nhà thờ để ý muốn kết hôn, được chúc củng cố bằng một ấn dấu linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng vòng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của chúng con, dùng bí tích đặc biệt làm cho chúng con nên phong phú vững mạnh, để chúng con luôn luôn chung thủy với nhau và đảm nhận trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người dùng bí tích thánh tẩy và thánh hiến chúng con bởi vậy trước mặt hội thánh trao hỏi ý kiến về ý định kết hôn của chúng con. Hai người chúng con đến đây kết hôn có bị ép buộc không? Hoàn toàn tự ý tự do không? Là yêu thương, tôn trọng nhau suốt đời không? Là yêu thương đón nhận con cái, cho xe ban, giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Vậy bởi vì hai người quyết định thiết lập một giáo hôn nhân thánh thiện bây giờ, quay mặt vào nhau, nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận trước mặt Thiên Chúa và loài người. Anh Pedro Phạm Cao Nhật Linh nhận em Anna Nguyễn Huệ Anh Thư làm vợ và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng những lúc gian nan, khi đau khỏe cũng những lúc đau yếu, để thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Anna Nguyễn Huệ Anh Thư nhận anh Pedro Phạm Cao Nhật Linh làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xác nhận sự ưng thuận mà chúng con vừa bày tỏ trước mặt hội thánh, xin đoái thương đổ tràn đến phút cho chúng con sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho hai chức nhẫn này mà hai người xuất ra cho nhau làm bằng chứng của tình yêu và sự trung thành. Và chung thủy của anh như danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Phêrô Phạm Cao Nhật Linh xin nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ cho tình yêu và sự chung thủy của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tôi công bố gia đình này vừa chính thức kết được nên vợ nên chồng, mọi người vỗ tay chúc mừng. But for me, all I know is
It's always been you, my love. My whole world changed from the moment I met you, and it would never be the same. Sẽ luôn là vòng tay ấm, sẽ
Thank you.
được tràn trong tim em. Together.